Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hiền Phương, phụ trách truyền thông của phong thủy Pizento, thành viên của Kisato, một trong những công ty thi công thiết kế hàng đầu Việt Nam. Và chào mừng các bạn đã đến với chuyên trang chia sẻ kiến thức phong thủy nhà ở của Pizento. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bài trí phong thủy phòng thờ theo tuổi cho gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất. Việt Nam thì việc báo hiếu và thờ cúng nói chung, hay cụ thể là việc thờ cúng tổ tiên là điều vô cùng quan trọng. Hiện nay theo phong thủy phòng thờ tuổi Canh Tuất 1970 thì người ta thường xây dựng một căn phòng riêng để thờ cúng. Việc xây dựng phòng thờ theo phong thủy tuổi Canh Tuất 1970 cũng vô cùng quan trọng. Điều này có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp may mắn đến cho gia chủ và cũng điều này có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp và may mắn đến cho gia chủ. Với đa phần người Việt Nam nói chung và gia chủ tuổi Canh Tuất nói riêng thì bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh. Về một khía cạnh nào đó thì nó như một nhịp cầu kết nối giữa âm và dương, thể hiện lòng thành kính giữa con cháu đối với ông bà tổ tiên. Và hơn thế nữa, việc đặt phòng thờ đúng cách, đúng theo phong thủy phòng thờ theo tuổi thì sẽ giúp cho gia đình của tuổi Canh Tuất có được phú quý, thịnh vượng, giàu có, người trong nhà thì đỗ đạt cao, có tài, có danh, con cháu khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Đối với tuổi này thì năm sinh dương lịch là 1970, năm sinh âm lịch là Canh Tuất, khỏe mệnh là Trấn Mộc thuộc Đông Tứ Mệnh, ngũ hành là Thoa Xuyến Kim, có nghĩa là vàng trang sức. Phòng thờ theo tuổi Canh Tuất thì cũng phải tuân theo các nguyên tắc phong thủy nhất định, giống như các không gian quan trọng khác ở trong nhà là nhất vị, nhị hướng. Với một không gian mang tính chất tâm linh như phòng thờ thì chúng ta càng cần phải quan tâm đến việc bố trí hợp lý và theo phong thủy, nhất là phải hội tụ đủ cả hai yếu tố là tọa cát và hướng cát, có nghĩa là đặt tại vị trí và hướng bàn thờ đẹp sang trọng sao cho đón được những nguồn năng lượng tốt lành và tránh đi cái nguồn năng lượng xấu. Gia chủ tuổi Canh Tuất 1970 thì nên đặt hướng bàn thờ theo các hướng như là hướng nam sinh khí, hướng bắc thiên y, đông nam diên niên và hướng đông phục vị. Và các hướng xấu mà gia chủ tuổi Canh Tuất nên tránh đó là các hướng tây nam họa hại, hướng tây tuyệt mệnh, hướng đông bắc lục sát và hướng tây bắc ngũ quỷ. Vừa rồi là cách bài trí bàn thờ theo phong thủy cho gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích ít nhiều cho quý vị trong việc thiết kế cho mình một cái gian thờ đúng phong thủy.